Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình muốn đem tới mang lại giới thiệu cho anh em một cái siêu phẩm về mảng review art nha, giới thiệu những con art top server, những con art có chiến lược khủng. Và nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là anh Tráng Bi anh em ạ. Người chơi Bi của chúng ta ở hiện tại ở server cụm server S110, sở hữu chiến lược 955.338.028 điểm chiến lược em nha, và cấp VIP 16. Hiện tại thì bạn Bi đã nạp vào đây 94.759.000 lam ngọc. Anh em có thể tự đoán ra cái số tiền mà người anh em Bi của chúng ta đã nạp vào chơi game ở đây, tầm 90 triệu cho đến 94 triệu nếu tỷ lệ 11 và 1,08 thì cũng tầm 90 triệu đổ lên, quá khủng khiếp với nhau nha, quá ghê luôn. Và trước khi review chi tiết từng thành viên trong nhân vật chính, từng thành viên trong cái tổ đội của con ác này, thì mình muốn chia sẻ một cái thông tin là con ác của bạn Bi ấy, bạn ấy cũng không muốn chơi anh em ạ, muốn bán con ác này, tại vì một vài lý do cá nhân cũng như có vẻ như chán chơi game rồi. Em nhìn thấy top 1 so với top 2 của liên server này. Này có chán không người chơi, những bạn khác chả thèm chơi, chả thèm nạp. Cái này toàn chơi một mình thôi em ạ, buồn lắm, chán lắm. Nên mình sẽ để cái địa chỉ Facebook cá nhân của người anh em Bi của chúng ta, chú ông Vàng, dưới phần mô tả video nha. Anh em nào muốn liên hệ để mua, đàm phán giá, thương lượng giá thì PM bạn ấy thoải mái. Tùy anh em giá cả thì anh em PM được bao nhiêu thì anh em mua bán thôi, trao đổi bạn ấy thôi. Nếu mà muốn nhờ mình trung gian thì cũng được. Mình sẽ liên hệ với bạn Bi để ba người cùng trung gian mua ác, đơn giản mà không mất phí gì đâu, mình sẽ làm cho anh em free thôi. Nhưng mà một điều là anh em đẩy sang cái tài khoản Gmail, số điện thoại mới của anh em thì anh em sẽ không được hưởng cái đặc quyền của cái tài khoản VIP cũng như ưu đãi VIP của bên Fantab đâu nha. Tại vì chỉ có những số điện thoại nào mà nạp tiền vào game thì nó mới được cái thẻ VIP thôi. Tài khoản VIP, tài khoản gold, tài khoản bạch kim, tài khoản bạc đấy, nó xếp hạng đấy. Thì anh em muốn chuyển đổi thế thì anh em sẽ không còn đâu. Và mình nghĩ con ác này chắc phải bán từ giá chục triệu trở lên thì nó mới hợp lý, chứ bán với giá 1-2 triệu thì thôi, đừng có bán làm gì các bạn, cả vất đấy còn hơn. Tầm chục triệu trở lên thì không bán nha, tại vì 900 triệu chiến lực cũng không phải là người ta nạp vào và đã mạnh nha, cũng phải có mất công cày cuốc anh em ạ. Nên thôi, chúng ta tập trung chính vào nội dung của clip ngày hôm nay đi. Mình sẽ review chi tiết từng thành viên trong tổ đội của con ác Bi để cho anh em xem nha. Điểm qua phần nhân vật chính trước đi. Nhân vật chính chúng ta soi thông tin trước nha. Thông tin ở đây là HP này, 89.962.394 điểm, tốc độ 17.654 điểm, phòng thủ 63 triệu, công 21 triệu này, chính xác 22k, né 26k, bạo kích 24k, đánh bạo 24k. Ủa, bỏ qua thủ 1 triệu điểm luôn, bỏ qua giảm giảm sát thương đấy anh em ạ, 329k, ma công 5 triệu, ma thủ 2 triệu 500, siêu bạo 4191, siêu kháng bạo 498. Chất hơn của nước cất chứ không phải là chất chơi người rơi đâu em nha. Mấy món trang bị này thì đồ 300 cho đến 400 thôi, nên cái này cộng thêm cũng nhiều, khá nhiều. Nguyên liệu thì rất là nhiều luôn, mấy cái bắt môn độn giáp hay là mấy cái danh hiệu, với cái biến hình này thì chắc ai cũng như ai anh ạ. Mình không điểm vào đây đâu. Thần trang này, hoa món này là 280 mắc luôn, đúc thần cộng 30 luôn, mắc luôn. Vũ khí là cứ đạt cấp mắc luôn, thuộc tính đặc biệt cộng bạo kích 250 điểm, dồn hết đo điểm tài nguyên vào cái con vũ khí luôn này. Về ảo thuật đi anh em ạ, ảo thuật Kagashi, chiến lực 7 triệu. Wow, thì ảo thuật Ubito ở đây chiến lực 9 triệu 7. chắc chắn đột phá có nuốt rồi. Nuốt level 2 cộng thêm 2.6 chiến lực. Vũ chiến triệu 7 thì còn là trừ 2.6 là còn 6.1. Nhưng mà nó do nó nuốt nên là nó cộng thêm những cái linh tinh. Tính 5 cái mấy cái này nó ép lên thì nó hơn. Đồ ăn chúng ta điểm qua ở đây là có một món vàng này, cô tuyết, còn lại tất cả các món ăn là phẩm đỏ hết này, phẩm cam, hai cái món free, phẩm tím, còn một món chưa sở hữu là banana wani thôi. Nhìn vào cái chỉ số ma công với cả bỏ qua thủ này chắc chắn Kunai Ninja đầu tư rất mạnh các bạn nha. Kunai Ninja ở đây đã sở hữu tất cả những vũ khí của thất kiếm làng sương mù này, anh em này. Đoạn đao Kubi Kiribocho, đại đao Samehara, trường đao Nuibari, Kabuto Wari, bạo đao Shibuki, lôi đao Kiba, song đao Hiramekare. Ngoài ra thì có sở hữu huyết tinh tam nguyệt liêm của Hidan, Emma gợi như ý của Hokage đệ tam Hiruzen đều được up lên. Ba cái món cuối đều được up lên rất cao, rất bậc, rất to, 100. Tế linh ở đây nuốt bậc 6 luôn này. Bên này nuốt bậc bao nhiêu đây? Bậc 11. Emma vũ khí chưa nuốt. Chưa nuốt thì nó cũng chỉ dừng lại được chiến 3.900.000. Quá ngon luôn nhỉ. Điểm qua phần tiên khí đi anh em ơi. Tiên khí ninja đấy có Madara tích tượng này, tiên Yamata no Kagami của Susano Itachi, hồng hồ lô của anh em nhà Kinkaku gì đó của thằng nào mình không biết, kiếm thất tinh là của cái ông quên tên này nha, của cái thằng gì nào sương mù ấy, sau này thay Terumi lên làm Hokage ấy, thằng đeo kính cận ấy, quên tên. Bên này rất nhiều cái tiên khí nha anh em nha. Tiên khí ở đây rất ngon luôn. Có hai cái tiên khí cam và vàng, sở hữu skin 7 sắc cầu vòng này. Em nhìn chưa? Kỹ năng cộng cho cái nhân vật trang bị của cái tiên khí này lên rất nhiều chỉ số này. À, cái này lên 8% cơ, mà công 8%, công chính xác cộng 8%. Còn mấy cái đồ này thì cộng 5% thôi, 5 cho đến gần 6%. Cái này cũng vậy, mấy cái cùi cam này thì thôi, mình không kể đến làm gì đâu. Anh em thấy nhìn sơ qua, khái quát qua, ngay cả các cái nhân vật chính này đầu tư cũng phải đến tiền chục triệu đấy anh em ạ. Đó ghê. Đồ ăn nhé, ảo thuật nhé, Kunai Ninja với cả tiên khí Ninja quá mạnh luôn rồi đấy. Nên do đó chúng ta điểm qua tiếp những phần tiếp theo đi. Tẩy mỗi ô một cái pháp bảo này sẽ là một cái chiêu thức để nó không trùng lặp nhau, rất ngoan. Skin thì chúng ta thấy ở đây là bạn ấy đã sở hữu Otsutsuki Hamura này bậc 2, Toneri bậc 3, Momoshiki bậc 11, Kinshiki bậc 17, Giáng sinh Kaguya bậc 4, Mara Otsutsuki tiên nhân bậc 8. Ngoài ra thì bonus thêm cho anh em cái con lục đạo Mara bậc 3 này nữa. Thế là đủ full 7 skin phần Kaguya rồi đấy. Mở được skin chính thứ 2, tử vong trong trận đấu, xác suất có 30% hồi sinh. Đến level 643 luôn, mới chất chơi đi anh em. Tại cái con này nó được giảm giá khá nhiều này, mất 500.000 anh em có một cái thẻ đấy. Anh em cứ nuốt thôi. Con này nuốt tầm chục thẻ rồi. Nên được chiến nó lên mới khủng bố này. Ăn ngon này ạ. Đấy, con lợi thổ đã cảm giác đấy, nó thấy mấy triệu đấy. 6 triệu vào đấy rồi. Đây với giá hiện tại bây giờ thôi nha. Ở trước thì con đấy nó cũng khá đắt đấy. Để chúng ta điểm qua bộ đôi Konoha và vạn chiến đi. Konoha đây là kéo xuống ngay đoạn dưới cùng. Đệ thất cộng 19 này, đệ nhất cộng 31, nanh trắng cộng 17. Hiện tại thì hai con này nó bút cho nhau nha. Con này đệ nhất cho xuất chiến vị trí đầu tiên. Búp của nanh trắng này là búp bị động nha ạ. Mình thấy xuất trận nó có tăng cộng dồn cho team nên không cần cho nó xuất trận. Chỉ cần xuất trận đệ nhất là đủ. Đột phá này. Bây giờ chỉ cần đạn nữa, anh em có đầy thẻ ở đây. Tài nguyên rất nhiều. Uầy, món ăn chơi sướng thật đó nha. Không ngoan. Mà 32 mắc luôn anh em ạ, mắc luôn vào siêu cuối này, dòng chảy long hoàng. Sao có con ác nó ngon như vậy nhỉ? Ra điểm con bạn chiến đi. Vẫn sở hữu hai con bạn chiến mạnh nhất game. Sasuke Naruto cộng 9 và Mara Uito cộng 9. chắn là nó xuất trận con này rồi anh em ạ. Tại vì bây giờ hiện tại thì đánh quái chắc chắn là khó hơn đánh người rồi. Quái nó đánh còn hơn người đánh. Anh em xoay cái chiến lực bằng cái top cụm lên server bên dưới này. Mình gấp tính ra cho là gấp kia là 2 đi, 18 mà coi thì 2 đi, mình là 10 đi thì coi như gấp 5 lần. Sức mạnh gấp 5 lần. Ôi giời ơi. Đánh giống gì? Đi pha mắt này. Đây anh em xem này. Người đánh mình hấp thụ hết. Đánh mình có thấm đi nào đâu, quái đánh nó còn thấm hơn chứ. Siêu bạo nổ liên tục luôn. Tài nguyên thì còn nhiều vô đối luôn. Mình soi luôn cho anh em xem. Trang bị này, trang bị Long Nguyên một đống. Soi hết cho anh em xem rồi mình sẽ review phần đồng đội và Akatsuki, là review luôn trang bị Long Nguyên mấy cái phần tinh thạch cho anh em xem nhé. Vật phẩm thì còn đầy. Anh em PM vội hỏi giá và thương lượng thôi. Đang phải quá ngon. 10 triệu đến 20 triệu mua cũng được cái chứ anh em. Tại vì nó chơi nó bui chuẩn với nhau. 90 triệu. Bây giờ bán lại với giá tầm 15 triệu. Không mà tùy anh em tự thương lượng chứ mình cũng chẳng biết giá là như nào đâu. Hoàn thật. Cái màu phải thì cái anh em đi bảo là muốn nghỉ game nhà mình sao bán hộ, tự thương lượng nha. Thôi chúng ta vào tiếp nội dung của clip, review cho anh em phần đồng đội đi. Đồng đội ở đây bạn ấy đã sở hữu Mai Gai, Kabuto và Minato. Hai con này level 100, Minato level 17. 17 này thì chưa up được lên đồng độ căn nguyên rồi. Đấy, sở hữu được hết tất cả các thẻ này. Còn hai cái con cũng chuối kia thôi, không kể tên làm gì cho nó mệt. Anh em xem nuốt như nào mà nó kỹ cuột. Minato nuốt cũng khá khá đấy, khớ khớ. Chiến lược nuốt này, nên thuộc tính khá to. 728.000 Minato còn không hơn. 832.000. Kỹ năng level 7 hồi máu. Đến cái tầm này thì chỉ chơi hồi máu để đánh PVP với quái, chả cần phản đòn gì nữa. Báo thù đó để phải tẩy hết hồi máu, bạn chấn hồi sinh, hoặc là cái skin hút máu này, hồi máu hút máu. Akatsuki của chúng ta thì sao? Katsuki thì bạn ấy đã sở hữu thần Tobi và thần ảo thuật Mara. Hai con này nâng sao này, thần Tobi 2 sao này, thần ảo thuật Mara 5 sao. Chiến lược 4 triệu này, đây bên này chiến lược 1 triệu 4. Chúng ta điểm nhanh qua phần hợp thể đi. Phần hợp thể có đồng độ xét hết rồi. Cái phần cài đặt trận hình ở đây này. Đây, và soi từ to đến bé nhé. Kabuto xuất trận này. Nguyên liệu thì gồm Mai Cây, Senju Tobirama và Uzumaki Kushina. Cho cái phần đồng độ căn nguyên. Trang bị full. Trong bị Long Nguyên đỏ, kiếm 1 sao Long Nguyên, 2 sao chứ, nhìn nhìn nó bị khuất. Bậc to còn trang bị được nhiều kiếm anh em ạ. Mình up mình tụ linh nó lên đấy, cho nó bậc của nó lên đấy. Trang bị được nhiều kiếm cộng 13 thêm trái kiếm nữa, cộng 33 màu khóa thêm. Cộng 33 của cái bậc này nha, 33 từ cái nâng cấp này này thì trang bị thêm một cái món nữa. Còn cái tụ linh này là để anh em ghép nha, ghép một cái phần tinh thạch này này. Đấy, nói để cho anh em kêu mình nói sai nha, nhưng mình phân tích chuẩn đã không sai đâu. Mấy cái này linh châu 3 sao, mấy cái viên linh châu này ở chiều clip mình đã phân tích rồi đấy, nó tăng tốc độ ở cái thuộc tính phụ khi anh em có sở hữu trang bị đỏ long nguyên. Và chúng ta soi qua phần tinh thạch đi. Tinh thạch ở đây bạn nên ép hết để cho đeo được 6 viên rồi anh em ạ. Món nào cũng có một viên rượu quang. Phẩm thấp nhất là từ level 14, còn lại là rất nhiều level 21 này. Hóa chất. Còn trong độ bục liệt thì sao? Thế này anh em nhìn lướt qua nha, mình không nói nữa. Tại vì nó cũng chẳng có gì để nói, nó cũng full rồi. Cái này thì cũng chả cần dồn ép nó lên to đâu, có nguyên liệu ép hết cái này lên, tại vì cái này là cái cuối mà mạnh nhất thì ép cái này lên bậc hơn. Cái này không cần ép lên bậc để đeo đều vũ khí làm gì, ép cái này thôi. Cái này chỉ cần trang bị một bộ là đủ. Đây có một bộ này, tại vì con này chết thì con này nên thay thế mà. Mình đeo nhiều cái tinh thạch, đeo nhiều ép nhiều để đeo một viên rượu quang là được, tăng tốc hoặc tăng với cái viên bạo kích. Nên mình bộ tách này thì sao? Bộ tách thì không thiếu áp anh ạ. Đây không có viên rượu quang ạ. Còn là bộ xét thì chắc thôi bỏ qua đi. Còn là thẻ điểm 3 Katsuki sao nào? Katsuki thì chỉ có độc tính là vòng 3. Trang bị cũng chưa trang bị được gì nhiều nha bạn. Một phần là chưa có nhiều nguyên liệu up. Combo trang bị Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn lại nghe. Bye bye anh em. See you again. Bye bye.